Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là kết quả các trận đấu đáng chú ý tại Euro 2020. Tây Ban Nha cho dù đối diện với rất nhiều khó khăn về lực lượng trước giải do Covid-19 vẫn được đánh giá cao hơn so với Thụy Điển. Và thực tế trên sân đã cho thấy điều đó khi đội quân của Luis Enrique làm chủ phần lớn thời gian của trận đấu cùng số lượng cơ hội áp đảo. Tuy nhiên lần lượt là Morata hay Jordi Alba hoặc dứt điểm quá vô duyên hoặc do thủ thành Olsen thi đấu quá xuất sắc mà không có một cơ hội nào được chuyển hóa thành bàn thắng. Và 0-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Chúng tôi đã chơi hay hơn nhiều so với đối thủ, họ chỉ biết phòng ngự trong suốt trận đấu. Tây Ban Nha kiểm soát thế trận và cố gắng ghi bàn trong mọi đường lên bóng. Thực sự là chúng tôi đã có đủ cơ hội để giành chiến thắng nhưng lại bỏ lỡ tất cả. Tôi nghĩ mọi người cũng chứng kiến điều đó rồi. Tại một trận đấu đáng chú ý khác, Cộng hòa Séc đã vượt qua Scotland với tỷ số 2-0 sau 90 phút trên sân Hampden Park. Lối chơi phòng ngự phản công của Cộng hòa Séc có thể nói đã phát huy tối đa hiệu quả. Phút thứ 42, tỷ số là 1-0 cho đội khách sau phản đầu dũng mãnh của Patrick. Bước sang hiệp 2, chân sút đang thi đấu cho Leverkusen đã khiến cầu trường nổ tung với pha lấp bóng từ giữa sân đánh bại thành Marshall. Và đó cũng là pha bóng đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng ngày hôm nay. Chúng ta đều biết Trick là một thiên tài. Cậu ấy biết cách kết thúc một tình huống tấn công bằng một bàn thắng, và đó là lý do tại sao Trick ở đây. Bàn thắng đầu tiên là một cú đánh đầu dũng mãnh, còn bàn thứ hai là điều gì đó vượt ra khỏi thế giới này. Đã lâu rồi bóng đá thế giới chưa được thấy những pha làm bàn từ giữa sân như vậy. Trick là một cầu thủ giỏi, và tôi tin rằng số bàn thắng của cậu ấy tại giải lần này sẽ chưa dừng lại. Tại một trận đấu khác của bảng E, Ba Lan đã để Slovakia vượt qua với tỷ số 2-1. Các bàn thắng của Slovakia được ghi do công của Skriniar và pha phản lưới nhà của Szczesny, trong khi bàn danh dự của Ba Lan thuộc về Linati. Vào rạng sáng mai, một trong những trận cầu được xem là chung kết sớm của Euro 2020 giữa Pháp và Đức sẽ diễn ra tại thành phố Munich. 21 năm kể từ sau chức vô địch Euro 2000, huấn luyện viên Didier Deschamps giờ trở lại với cơ hội thứ hai để ông đạt chức vô địch châu Âu đầu tiên trên cương vị một huấn luyện viên. 5 năm trước, Deschamps đã bỏ lỡ cơ hội này ngay trên sân nhà. Và với lực lượng đang có trong tay, Deschamps hoàn toàn có cơ sở để nghĩ đến điều đó, cho dù đội tuyển Pháp nằm ở một bảng đấu quá khốc liệt. Chúng tôi đã cảm nhận được sự quan trọng của trận đấu này, một trận mở màn bảng đấu tử thần. Pháp đang là nhà đương kim vô địch thế giới, còn Đức cho dù hiện tại đang trong quá trình chuyển giao lực lượng nhưng vẫn là một đội bóng lớn. Các cầu thủ của họ đều đến từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Họ sẽ bước vào giải với một động lực lớn, nhất là khi được chơi trên sân nhà. Trong lịch sử tham dự các kỳ Euro, lần gần nhất Pháp để thua trong trận mở màn đã cách đây 61 năm trước năm 4. Và đội tuyển Đức với sức mạnh hiện tại khó có thể trở thành đội bóng thứ hai làm được điều đó. Những thất bại gần đây của cổ xà tăng khiến huấn luyện viên Joachim Löw không còn được trao niềm tin. Tuy nhiên trong giải đấu cuối cùng với Löw, các cầu thủ Đức chắc hẳn muốn làm được điều đó. Tôi đang có những cầu thủ chất lượng trong đội hình. Sự kết hợp giữa các nhân tố trẻ và các cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ mang đến một sức mạnh mới cho đội tuyển Đức. Trên hàng công có thể kể đến là Timo Werner hay Leroy Sané, những người có thể quyết định kết quả trận đấu, hay Kai Havertz và Thomas Müller nữa. Đó là những cầu thủ rất nguy hiểm nếu các hậu vệ mất tập trung dù chỉ là một giây. Trong khi đó tại Copa America, sau Neymar thì Messi cũng đã xuất trận. Tuy nhiên không giống như người đồng đội cũ tại Barcelona, Messi đã không thể giúp Argentina giành chiến thắng trước Chile. Công bằng mà nói, Messi đã có một trận đấu khá xuất sắc. Chính anh là người mở tỷ số cho Argentina bằng một cú đá phạt xuất sắc. Tuy nhiên thế trận áp đảo sau đó mà Argentina tạo ra lại không giúp họ có thêm bàn thắng khi các chân sút như Lautaro Martinez tỏ ra quá vô duyên. Không bị thụ động trong hiệp đầu, Chile đã gia tăng sức ép trong hiệp 2 và họ kiếm được một quả phạt đền sau khi Arturo Vidal bị phạm lỗi trong vòng cấm. Cho dù Vidal không thực hiện thành công, nhưng đồng đội của anh là Eduardo Vargas đã kịp sửa sai để mang về bàn gỡ một đều, và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Trận đấu này trở nên phức tạp với Argentina. Chúng tôi lẽ ra cần bình tĩnh, kiểm soát bóng và chơi nhanh hơn. Quả phạt đền cũng đã thay đổi trận đấu. Chúng tôi đã có lẽ sẽ phải tập trung và quyết liệt hơn trong những trận đấu sắp tới, bởi Argentina đến Copa lần này là để vô địch. Tại một trận đấu khác cũng trong khuôn khổ Copa America, Paraguay đã vượt qua Bolivia với tỷ số 3-1. Các bàn thắng của Paraguay lần lượt được ghi do công của Alejandro Romero và Angel Romero. Trở lại với những diễn biến trước trận đấu cuối tại vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam, lượt đấu cuối cùng của bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ chứng kiến cuộc đọ sức giữa hai đội bóng mạnh nhất bảng là UAE và Việt Nam. Lợi thế đang thuộc về đội bóng của chúng ta khi chỉ cần một kết gõ hòa, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ ba với ngôi nhất bảng. Đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân thi đấu Zabil. Địa điểm được đội tuyển UAE lựa chọn là sân nhà trong cả 3 trận đấu còn lại của bảng G. Điểm đáng chú ý ở buổi tập này, tiền vệ Tuấn Anh vẫn đang tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Cho Du Yon. Trong khi đó, tiền vệ trẻ Nguyễn Hà Long cũng phải tập riêng do tái phát chấn thương đầu gối.
tôi vẫn giữ vai trò huấn luyện viên trưởng cho tới trước khi trận đấu diễn ra. Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị sẵn nhiều kịch bản và tùy vào tình hình, chúng tôi sẽ có cách đối phó. Trợ lý của tôi đủ năng lực chỉ đạo trận đấu. UAE là đội bóng số 1 bảng đấu, Việt Nam thắng họ 1-0 ở lượt đi, nhưng tình hình hiện tại đã khác. Trình độ kỹ, chiến thuật của họ đã tăng lên một bậc. Vì vậy, trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn. Tôi không muốn các cầu thủ vào sân với tâm lý cầm hòa. Đá với đội tuyển Việt Nam là không dễ dàng. Lượt đi chúng tôi thua 0-1, nhưng nếu so đội hình khi đó với bây giờ, các cầu thủ hiện tại của tôi đã mạnh mẽ hơn. Sắp tới sẽ là một trận đỉnh cao giữa hai đội. Chúng tôi sẽ chơi hết sức với sức tấn công của mình. Không thể nói là chúng tôi sẽ ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam, nhưng chắc chắn là chúng tôi sẽ chơi đúng đẳng cấp của mình. Là một cầu thủ thì tôi cũng rất là hiểu được tính chất trận đấu. Trận đấu rất là khó khăn. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ những cái đấu pháp ban luyện để ra và cố gắng cùng anh em động viên nhau để có thể thi đấu tốt và đạt kết quả tốt trong trận đấu ngày mai.